Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Sơn Gold Figure. Thì hôm nay mình sẽ trở lại review Figure nha. Thì góc review kỳ này sẽ khác một chút giống như cái clip trước. Lý do thì mình sẽ lại làm cho clip vlog sau. Ok, thì đây là cái góc làm việc màn hình máy tính của mình. Mình tận dụng làm góc review luôn. Thì bây giờ mình sẽ dọn qua một bên rộng chỗ để review nha. Mình mượn ít, sorry các bạn. Mình đụng cái camera. Mình sẽ mượn cái lót chuột này giống như là một cái chỗ để fix lên, để review. Rồi, mượn cái chỗ này để review ha. Thì hôm trước mình có nói là mình được em Khoi Fan tài trợ cho một cái fix. Thiệt ra mình mua một con mà mình được tặng một con, đó là hai fix Kamen Rider. Một con Kamen Rider Saber, một con Zero One. Thì con này bắt đầu mình mua con này của em Khoi Fan, thì Khoi Fan giúp away mình con này. Đó, đành hai con. Từ từ để mình nâng cái cam lên cho nó các bạn sẽ thấy hơn, đủ hơn cái hộp. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi coi review con nào nha. Thì mình thấy cái hộp con này nó móp nhiều hơn nè. Con này nó mới quá. Thì giống như mình ăn cơm vậy, mình thấy cái nào mà nó ngon mình chưa sau cùng á, con nào mà nó dở dở lần trước. Đó. Ok, vậy thôi bây giờ mình quyết định mình review con Saber đi ha. Con Zero One này để sau, để qua bên. Thì đây là Kamen Rider Saber. Thì khá là nhiều anh em trên YouTube đã review nhiều lắm rồi. Đó, mình chỉ review theo cá nhân của mình thôi nha. Có gì sai anh em thông cảm nha. Thì Kamen Rider Saber này thì mình chưa có xem phim, nhưng mà mình có xem một đoạn ngắn của tập 1 đó, tại vì nó chưa có cuốn lắm. Mình đang coi Zero One. Thì đây là một mình thấy cái nó biến hình là cách là mình có một cái đai trên lưng hình cái kiếm á, xong rồi móc ra, xong rồi lấy cái cuốn sách giống như là một cái rubber biến hình giống như một cuốn sách vậy, dở ra xong mình đẩy ấp vô cái đai thì nó rút cái kiếm lên biến hình đó. Thì chữ Saber là đã nói lên cái một đặc độc tính của con Kamen Rider này là dùng kiếm rồi, thấy không? Mình thấy cái hình nó dùng kiếm nè. Đó, ở đây là hình lửa lên. Bên đây có cái hình cái con rồng là rồng lửa nè. Đó, giờ đây dòng HF Kamen Rider Saber Ray Dragon. À, Dragon rồng lửa nè đó. Rồi có logo Bandai, có logo Tamashii Nation. Đó, bên hông thì có hình Kamen Rider Saber. Đó, rất là ngầu luôn. Đó. Bên đây thì nền đen. Đó. Khá là ngầu luôn ha. Chứ sau là một số dán của em Kamen Rider Saber hay làm được nè. Thông tin bản quyền nè, thấy không? Đó, rất là ok. Mình sẽ tháo ra gửi cho anh em xem. Để sau cái review này mình sẽ thử coi cái nó hay không nha. Trước mình thử coi thử một tập, nhưng mà tại vì lúc đó mình coi xong bill mình thấy nó cuốn quá, xong rồi mình chưa có chuyển qua coi được cái này nữa. Ồ, ở trong cái hộp nó thì nó có một cái mã QR code mua hàng hay gì đó của con này nè. Con này mình chưa biết, chưa có phim chưa biết nha. Đó, phía sau đó nó có một con xanh này nữa, đúng rồi. Trong phía nữa có một con xanh nữa, một con giống như rồng nước, rồng lửa vậy đó. Đó, mình có coi được cái tập 1. Đó, con xanh này nó thần thục hơn, còn dây chính là con rồng lửa này. Đó. Rất là đẹp nha, mã QR nè. Có màu vàng này, mình bó tay, chưa coi. Rồi, một cái xuống sách. À, hướng dẫn lắp tay kiếm. Đó. Có cái driver lắp vô đó, nhưng trong phim là lắp vô xong bút kiếm ra biến hình đó. Có 2, 4, 6, 8 mà như thế. Rồi, ok, bỏ qua bên. Rồi, hình chỉnh đây. Cái vỉ của nó như thế này. Đó, bạn sẽ thấy là cái kiếm nè, fix nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái hai cái tay trên là 8. Đúng theo hướng dẫn luôn ha. Rồi, ok, thì ở đây chúng ta có cái kiếm trước đi. Ui, trời ơi, cái kiếm ngầu quá. Ôi, trong là nhựa clear màu đỏ nè, rất là đẹp luôn. Lưỡi kiếm màu xám. Ở đây có logo nè. Lưỡi kiếm như lưỡi kiếm chém nè, sẹt sẹt chứ ít chứ. Rồi lửa này, phát lửa nè, cán cầm nè. Bên đây thì nó màu xám hoàn toàn. Đẹp ha, cái kiếm này đẹp nha. Mình đánh giá cao cái kiếm này nha, đẹp. Con này đẹp nha. Rồi, chúng ta sẽ có... Được rồi. Trời, con nhỏ quá, khó lấy lắm. Rồi, ta sẽ có hai bàn tay để xuôi nè, trái phải một bàn màu đen,
một bên màu một gọi là gì cả, vàng gold hả, vàng kim loại đó, thì nó tương ứng với cái nửa đen nửa đen nửa đỏ của con fix. Rồi tiếp tục sẽ là có hai bàn tay cầm vũ khí nha. Đây cái trái phải nè, đó không biết hai cái lỗ này làm cái gì ha, có gắn thêm gì không. Rồi chúng ta sẽ có hai bàn tay tiếp tục, hai bàn tay tạo dáng giống như là ngũ gì ta, gì ngũ chảo công gì của hổ gì đó quên rồi. Đó ngầu không, tạo dáng nha, rất là ngầu luôn. Rồi cuối cùng là Bé Fix đây, trời ơi rất là ngầu luôn. Đây Bé Fix ngầu quá, đây Bé Fix rất là ngầu luôn. Đây cái đầu của nó là một cái lưỡi kiếm nhọn ở trên, đúng nghĩa là cyber luôn nha, cái tên nó lên tất cả luôn. Hai con mắt màu vàng clear và có cái phát lửa bên đây, phát nhọn đó, một bên đỏ bên đen ở giữa trắng đó. Đầu thì có thể cụm xuống cụm lên, nó có khớp cổ đây nha, đó hay qua hay lại rất là ok luôn. SHF là khỏi chơi gì khớp rồi, nó có đá luôn. Bên đây là có bên cầm vai, nó có một hình con rồng lửa, rồi là cái giáp vai luôn, đưa lên đưa xuống được nè. Bên đây có một cái bánh giáp giống như là họa tiết của vảy rồng á, bên đây là giáp đen thôi trơn đó. Phía sau thì cũng có một số giáp nhìn họa tiết vảy rồng, phải không, thì tay nó có thể dang ngang ngoài nào đó, gầy xem xoay, mình nghĩ xoay 360 độ thì cũng được á, nhưng mà nó sẽ vướng cái này nên mình không xoay nha. Rồi khớp cũng có hai biên độ co rất là sát đó, chưa. Rồi tay hơi xoay lên xuống được đó. Ở đây có một cái giáp móng vuốt cũng như hình lửa, ở đây thì tương đương y chang như này, giáp đen cho vai, nó giáp đen cũng có hai biên độ nè đó, co rất là sát đó, thấy không, nhưng mà nó vướng cái phần giáp thì hơi nhiều nên nó chỉ co tới đây thôi, đúng ra mới còn kia nó gặp luôn á đó. Đó là có một cái họa tiết viền đỏ rất là đẹp, tay lên xuống. Đây là cái bê biến hình nè, có cuốn sách nè, không biết nó cuốn sách này tháo ra được nè, trong phim nó phải mở ra vậy xong nó đã kịch vô một cái xong rút cái kiếm ra biến hình đó, là cái đai bê biến hình nè đó. Ở đây chắc nghĩ là để cuốn sách trong đây, mỗi lần biến lấy ra ấy vô hai bên cái này màu đỏ ha. Đây nó có một cái tà áo bên một bên màu đỏ trắng, hình vuông vức, khí tiết họa tiết vuông vuông kiểu giáp trụ. Rồi phía dưới là cái khớp háng của nó thì mình nghĩ nó ok, thì nó hơi như 1.5 hay sao á đó. Mình nghĩ là banh rất nhiều nha, nhưng mà cái dưới cái giáp này nó sẽ banh ra đây đó. Mình người nếu banh nữa sẽ dưới chỗ này tới đây thôi ha. Bên đây thì thoải mái rồi, tới đây lượng cao lắm đó, khá là ok ha. Mình thấy cái này nó đẹp hơn ở trong phim, đó là chỗ này do là giữa nó sẽ lo láng, còn như phim khi mà diễn viên mặc á, chỗ này sẽ giáp trụ vai láng, nhưng mà theo quần gì thấy nó sẽ nhăn chỗ này nè, mình có coi phim khúc mình biết. Rồi tiếp tục là cái chân nó sẽ đưa lên được hoàn toàn nha, nó coi nó dướng cái gì không. Ở đây mình thấy nó dướng cái nữ này nè, khó đưa lên lắm các bạn, nó dướng cái chỗ này nha, mình không biết đưa được xuống được không, không được nha bạn, nó bị dướng cái chỗ này nè. Còn bên đây con nó sao, bên đây thì lên được nè đó, bên kia thì nó hơi dướng. Đây mình thử lại bên đây à, mình để a đây này vừa lên đó là được luôn nha, ok đó, xoay được nè đây xoay được nè đó. Rồi khớp gối cũng có hai biên độ đó, coi rất là ok luôn đó, coi gặp đây luôn, thấy không, rất là đẹp luôn, tạo dáng phê. Rồi bên đây đó là một cái giáp như là biển đỏ đen, bên đây cũng y chang đó. Chân thì nè đưa lên xuống nè, xoay đưa ngang được đó, mình khoái con ép rồi nè, ví dụ đưa ngang nè để mình tạo dáng cho mình không dựng không bị ngã. Bên đây thì không có cái giáp trụ nào nha, một bên thôi đó. Rồi phía sau có gì không, không có gì đặc biệt đó. Thì tổng quan con cyber này nó vậy. Bây giờ mình sẽ tạo số dáng của em cyber cho anh em xem và kết thúc video nha, let's go.